là ngầu hả? Dạ. Cây ngầu. Cây ngầu nó còn tên gì nữa? Nó ngầu rồi, tên ngầu. Cây ngầu không ấy. Nên người ta trồng mini sau cái lá nó nhỏ lại hay ấy. Dạ. Còn nó mọc tự nhiên lá nó to hơn lá này, lá to đùng rồi chứ. Đưa chậm nó khô lại. Ừ. Lá nhỏ đẹp. Đây là bụi gì ta? Linh sâm. Quả linh sâm. À. Nó nhiều loại, nó nhỏ, nhiều. Là trung là đó. À. Cái bụi kia lá như lá rụm rụm. Cái này ghép à? Ghép với bụi gì? Là lớn ghép ra nhỏ. Thế nè. Cái thân là thân lá lớn ấy. Dạ. Ồ, đẹp. Toàn bộ ghép hết á. Ồ. Nó là gốc nó là lá lớn nè. Linh sâm sao ghép được hay ta? Ghép không? Mới ra đây là ghép hết này đó. Mới ghép đang chờ bỏ cành làm. Ờ. Vườn em bên là vườn ở đâu ghép mà. Lấy mẫu ghép anh? Không, chỗ đó là ghép một trăm riêng ấy. Giờ trăm. Rồi sống bài bản một chuyện cái này. Cái này là ngâu ấy. Dạ. Đâu phải? Ngâu. Ngâu nè. Ủa. Mini ra thứ đẹp ghê không ạ? Đây là khoảng gần Tết là khoảng tháng mấy là làm lại để cho Tết. Cái làm liên tục anh. Làm liên tục ấy, dạ. Ra đâu làm đó ấy. Dạ, cho làm để Tết. Phải nhiều quá. Ờ. Giờ Tết rồi đấy, quấy cứ Tết coi nào cho được cho ứng rồi thì đỡ sang năm làm nữa chứ rồi. Ờ. Cứ làm hết lượng hết đi. Quá nhiều, giá là làm bình thường là em mà với một ông nữa. Dạ. Hai người. Còn cái mini mà đẹp hơn.